Nhân vật có tiếng kiên quyết trong việc đấu tranh chống thu hồi đất bất công và đòi hỏi công lý tại Việt Nam, bà Cấn Thị Thêu, hôm nay bị tòa phúc thẩm ở Hà Nội xử y án 20 tháng tù giam với cáo buộc gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ luật hình sự Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam và một số hãng thông tấn quốc tế loan tin trích lời luật sư Hà Huy Sơn, một trong năm người bào chữa cho bà Thêu tại phiên phúc thẩm, rằng tòa không chấp nhận bản kháng án của thân chủ. Ông cho đài Á Châu Tự Do biết thêm. Theo luật thì đến phúc thẩm là không còn được phiên tòa nữa rồi, thì chỉ có thể là chỉ đề nghị giám đốc thẩm thôi, xem xét lại hai cái bản án theo thủ tục giám đốc thẩm thôi. Tôi cũng không biết là chị Thêu chỉ có đề nghị hay không, nhưng nói chung là chị cũng phản đối cái bản án sáng ngày hôm nay. Ở đây là cái bản án vô lý, bất công, người ta dàn dựng ra để người ta bỏ tù chỉ để mà lấy đất của người dân nó dễ thôi, từ chối cái quyền khiếu nại của người dân. Con trai bà Cấn Thị Thêu, anh Trịnh Bá Phương, thuật lại lời nói cuối cùng bà mẹ phát biểu tại phiên phúc thẩm hôm nay ở Hà Nội. Thì ở tại tòa thì mẹ em đã nói lời sau cùng rằng là hôm nay tôi kết tội giảm xuống tải, và tòa án Hà Nội là quân kẻ cướp, là bọn kẻ cướp có tổ chức và là một tổ chức ăn cướp. Và mẹ em còn nói thêm một câu nữa rằng là nền công lý ở Việt Nam, câu cuối cùng của mẹ em là nền công lý của Việt Nam chỉ là một diễn viên hài. Bà Cấn Thị Thêu, 54 tuổi, bị bắt hồi tháng 6 năm nay và vào tháng 9 bị kêu án 20 tháng tù. Trước đó, bà đã một lần bị giam 15 tháng với cáo buộc chống người thi hành công vụ, sau đó được trả tự do vào tháng 7 năm 2015. Hôm nay, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại Hoa Kỳ lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho bà Cấn Thị Thêu. Tổ chức này nói rằng hành động bỏ tù bà Thêu chứng tỏ rằng ở Việt Nam, việc phản kháng ôn hòa, đòi công lý bị coi là một hành vi tội phạm. Human Rights Watch cũng thúc giục chính phủ Hà Nội sửa đổi luật đất đai nhằm bảo vệ quyền lợi cho tầng lớp nông dân. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam bị liệt vào danh sách 35 nhân vật bị tố cáo là kẻ thù của tự do báo chí trên thế giới. Danh sách này do Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đưa ra hôm nay, nhân ngày quốc tế chấm dứt tội ác chống lại báo giới. 35 nhân vật đó bao gồm các nguyên thủ quốc gia, chính trị gia, những người đứng đầu tôn giáo, các tổ chức tội phạm kiểm duyệt, bỏ tù, tra tấn hoặc giết nhà báo. Ông Christopher DeLory, tổng thư ký của Phóng viên Không Biên Giới cho biết, kẻ thù của tự do báo chí là những người luôn chà đạp quyền tự do báo chí và áp dụng những tội ác tồi tệ nhất đối với các nhà báo. Theo ông, cách để xóa bỏ tình trạng đó là chỉ định một đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc để bảo vệ các nhà báo. Trong quá khứ, những nhân vật bị cho là kẻ thù của tự do báo chí, gồm có chủ tịch hoặc thủ tướng các nước như Singapore, Thái Lan, Cuba, Eritrea, Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Trong bản danh sách mới được đưa ra, có Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, hiện kiểm soát hầu hết các tập đoàn truyền thông của quốc gia này. Ngoài ra còn có các quốc gia như Burundi, Afghanistan, Pakistan và Mexico. Người ta thường nói, sự thật mất lòng. Ngay cả một người tự nhận là mình vừa hiếp dâm, giết người hay nhẹ hơn như ăn cắp, đốt nhà. Cho dù là thành thật, thì người nghe ban đầu vẫn nghi ngờ cho sự thành thật đó. Và với bản năng của con người, ít nhất một thời gian sau, người ta mới có thể hoàn toàn cảm thông, chia sẻ hay tha thứ. Nhưng có cái thành thật, thú nhận lại bị người ta mạt sát, và thời gian càng lâu, sự mạt sát càng tăng cường độ, bởi lời trần tình đó được phân tích qua lăng kính một sự thật khác, sự thật của tội ác và lòng tham lam vô tận của một tập đoàn, một chế độ. Khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố giữa nhân dân rằng chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta, thì đó là lời thú nhận chân thành nhất. Nó hoàn toàn không lú, không ngớ ngẩn như rất nhiều người cười cợt. Nó thành thật đến ngu xuẩn, và vì vậy nó bị mạt sát. Nó bị mạt sát vì đã thò ra cái đuôi cáo. Con cáo luôn giả vờ ngây ngô để được yên vị trên chiếc ghế cao nhất,
luôn kêu gọi chống tham nhũng để cuối cùng phải tự nhận bọn tham nhũng là chúng ta, những người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà tôi, Nguyễn Phú Trọng là người đảng trưởng. Tôi cũng như các đồng chí, chúng ta đều không ít thì nhiều đều tham nhũng, vì vậy thật là khó đánh, vì đánh càng trúng thì tôi và chúng ta cùng đau, cùng vỡ đầu sức tráng. Có lời thú nhận nào khẩn thiết và đáng mạt sát như vậy hay không? Nhất là trong thời điểm này, một thời điểm mà cả nước đang căng lưng dưới bầu trời u ám của bão lũ, của ô nhiễm, từ tiếng khóc đứt ruột của hơn 30 gia đình có người thân vùi thây trong dòng nước cuồng nộ bởi những chiếc đập thủy điện đúng quy trình. Lời thú nhận ấy sẽ còn âm vang sâu rộng trong các bài viết phân tích của nhiều tác giả sau này, ngay cả khi ông Trọng và đảng của ông may mắn hạ cánh an toàn, và đảng của ông may mắn không bị trả thù theo kiểu mắt đền mắt, răng đền răng của người Do Thái. Lời thú nhận ấy cũng sẽ bị đem ra làm bằng chứng cho hành vi của Đảng Cộng sản từng làm trên mảnh đất Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng vắng mặt lúc người dân đau khổ, và khi xuất hiện trở lại càng làm cho họ thù hằn, uất hận nhiều hơn. Giả như ông cứ giả bệnh, nằm viện trong khi dân chúng lặn hụp trong trùng trùng sóng nước, thì người dân sẽ làm ngơ cho ông. Đằng này ông được xum xuê bỡ đỡ như một lãnh tụ đạo đức. Ông cười cợt chúc người này tiếp người khác như ông là người ngoại quốc tới thăm Việt Nam. Ông không ý thức một việc nhỏ nhưng lại lãnh chức lớn nhất Việt Nam, chỉ có hai giải thích. Một là hơn 4 triệu đảng viên đều đáng nguyền rủa như ông, bởi họ thành tâm muốn ông làm lãnh tụ cho họ. Hai là hơn 4 triệu đảng viên ấy lợi dụng sự lú lẫn của ông để họ tiếp tục được vơ vét, bởi tin chắc rằng ông cũng tham nhũng như họ. Hai giải thích tương đối giống nhau, nhưng gộp chung lại đó là cách lý giải hay nhất cho vai trò của ông Trọng từ trước tới nay. Ông là người lãnh đạo Cộng sản đáng được toàn đảng yêu nhất, mặc dù bị toàn dân khó chịu và ghét bỏ nhất. Đó là nguyên do sự thật ông tỏ bày một cách thành thật nhất lại đáng bị mạt sát hơn bất cứ lời tự thú nào. Chính ông ra lệnh đánh Trịnh Xuân Thanh, nhưng cũng ra lệnh hoãn binh đối với Đinh La Thăng, là thầy của Thanh khi còn ở tập đoàn dầu khí. Ông đánh thằng nhỏ nhưng lại sợ thằng lớn hơn. Ông đánh kẻ chạy đi nhưng lại phân vân với người đang trừng mắt nhìn ông ngay tại cái thành phố to nhất nước này. Vậy thì ông ơi, nếu người khác là ông, họ sẽ không dại gì thú nhận cái sự thật chúng ta đều tham nhũng. Có nghĩa là ông cũng là Thanh, là Thăng, là hàng ngàn kẻ khác trong cái đảng này. Bởi vậy, người dân mạt sát ông là phải, chọn lựa bị mạt sát để đưa ra thông điệp đồng cảm cho hơn 4 triệu đảng viên là một thái độ khôn ngoan. Vì vậy nếu là đảng viên, tôi cũng tuyên bố sẽ bầu cho ông thêm một nhiệm kỳ nữa, cho tới khi nào lời tuyên bố sắp tới của ông hết bị mạt sát mới thôi. Vấn đề gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa đang trở thành mối đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nguy cơ ấy được Đảng Cộng sản nhận diện như thế nào và tác hại ra sao? Nam Nguyên tìm hiểu một số khía cạnh liên quan. Ngay khi khai mạc Hội nghị Trung ương 4 ngày 9 tháng 10, 2016 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm nóng dư luận khi cảnh báo tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gây hậu quả khôn lường. Theo báo chí chính thức, ông Tổng Bí thư nhấn mạnh, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa, coi đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này. Tiến sĩ Hà Sĩ Phô, một nhà phản biện chính trị độc lập thuộc thế hệ tiên phong từ Đà Lạt nhận định: bản thân đảng của các ông ấy là nó chuyển biến theo cái hướng bất lợi cho đảng. Thế thì trước đây cái chuyện mà tự diễn biến, ấy, tự phân hóa, ấy, nó là hiểu theo cái nghĩa tức là các đảng viên ngày càng thấy rằng con đường đi độc tài chuyên chế của đảng và phi khoa học là không đúng, mà phải tiến dần sang phía dân chủ, pháp trị, mà là theo ý kiến nhân dân. Thế thì trước đây ấy, thì cái cụm từ ấy nó có nghĩa như vậy thôi. Nhưng mà gần đây ấy, thì cái cụm từ ấy nó có thêm một nghĩa mới là bộc lộ sự mâu thuẫn trong nội bộ đảng về mặt nhân sự,
chẳng những về mặt tư tưởng mà còn về mặt nhân sự, có thể dẫn đến lật đổ nhau như ở Đại hội Đảng lần thứ 12 và thậm chí như ở cái vụ Yên Bái và đến cái vụ Trịnh Xuân Thanh nữa. Trao đổi với chúng tôi vào ngày 10 tháng 10, 2016, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, hiện hoạt động như một luật sư nhân quyền ở Sài Gòn nói rằng, vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa đã được nêu ra từ các đại hội đảng trước đây. Theo đó, tự diễn biến, tự chuyển hóa được hiểu là chuyển biến từ chủ nghĩa xã hội sang một chủ nghĩa khác. Tự diễn biến trong nội bộ có thể là diễn biến từ đường hoàng trở thành tha hóa, tham nhũng. Nó có dấu hiệu nguy cơ tổn vong của đảng. Luật sư Trần Quốc Thuận tiếp lời. Thì cái việc đó thì trong đảng đã nhiều lần cảnh báo, và nhất là nghị quyết trung ương 4 của khóa 11 vừa qua thì cũng đã nêu rất là đậm về cái chuyện đó. Và gần đây có một cái bài viết của ông Hoàng Nguyên là phó ban tư tưởng của đảng, thì ông cũng nhắc rằng cái việc mà tập trung quyền lực mà không kiểm soát thì đó là nguy cơ của cái sự sụp đổ. Đối với sự kiện cán bộ lãnh đạo giết nhau ở Yên Bái hay vụ Trịnh Xuân Thanh cùng phản ứng khác thường của đương sự, luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng chưa đủ căn cứ để xem đó là những biểu hiện tự diễn biến trong nội bộ đảng. Theo lời ông, mặc dù Thủ tướng đã giao Bộ Công an, nhưng đến nay chưa có kết luận điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của ba cán bộ ở Yên Bái. Riêng vụ Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đại biểu Quốc hội trúng cử nhưng bị loại vì vấn đề tư cách. Ông này bị truy nã quốc tế vì làm thất thoát 3.300 tỷ đồng trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí trước kia. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định. Và ví dụ Trịnh Xuân Thanh thì đó là một vụ án, cũng không thể là nói hay đó là vụ tự diễn biến được. Mà còn nếu mà Trịnh Xuân Thanh mà có liên kết với cái nhóm lợi ích nào mà tạo nên những cái sự thất thoát hư hại và kể cả mà trốn đi nước ngoài thì đó cũng là cái sự tự diễn biến. Trong mấy chục năm liền sau khi thống nhất Việt Nam, Đảng Cộng sản luôn gắn kết mọi bất ổn của đất nước với điều gọi là diễn biến hòa bình do các thế lực phản động ở nước ngoài giật dây. Tuy nhiên, trong những năm sau này, ít còn nghe cụm từ diễn biến hòa bình mà thay bằng các nhóm từ mới là tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định. Trước đây, người ta cứ nở rằng là ở Đông Âu, ở Liên Xô cũ đó thì đó là do cái sự tạo chuyển từ bên ngoài. Nhưng mà gần đây người ta nói không phải. Và sau những bài viết của Hoàng tôi vừa nói trên thì đó là cái sự chuyển biến xa đỏ, thối hóa ở Đông Đảng mà dẫn đến sự sụp đổ. Thì đó là cái quy luật thật yếu. Còn cái sự diễn biến ở đây tức là từ những người tốt, từ những người đường hoàng mà trở thành những cái kẻ xấu, kẻ tham nhũng, kẻ ăn cắp của công, kẻ lừa đảo, kẻ chiếm đoạt của công, vân 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 vân. Thì cái đó là cái diễn biến về cái phẩm chất phẩm giá. Thì hai cái đó nó có sự tự đi. Cuối cùng cái mục đích của nó cũng là làm thay đổi cái chế độ. Một bên là sự thay đổi chế độ do tác động bên ngoài. Một bên là tự làm thay đổi. Bảo vì cái nếu mà sự tha hóa, tham nhũng mà tràn lan không ngăn chặn được, thì cái niềm tin của dân người ta không ủng hộ nữa. Mà không ủng hộ nữa thì cái sự tồn tại cái nhà nước thì cơ sở tồn tại nó còn lại rất là thấp. Thời sự diễn ra ở Việt Nam mới đây cho thấy báo chí do nhà nước quản lý có thể đã lâm vào điều gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nhiều tờ báo bị kỷ luật đình bản, tổng biên tập bị cách chức thu hồi thẻ nhà báo. Điển hình là trường hợp ông Như Phong và báo Petro Time. Ngoài ra tờ Lao Động phải chấm dứt các diễn đàn bạn đọc là hai mục tin khó tin và đừng im lặng. Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định. Thì cái đó là người ta nhìn nhận với những góc độ khác nhau. Bởi vì trong đảng, trong mọi thị cũng có cái nghị quyết 297-298 cho rằng là nghị quyết là phản biện, giám sát phản biện. Cho nên người ta kêu gọi là các đoàn thể, tổ chức xã hội và của nhân dân nên thực hiện cái quyền của mình, quyền phản biện, quyền giám sát. Cho nên họ mở ra diễn đàn như thế, nhưng mà diễn đàn đó họ có những cái mà họ lại làm vượt quá quy định. Cho nên người ta hỏi còn, cho nên ở Việt Nam thì tất cả những cái chuyện gì
nó cũng có sự kiểm soát. Anh đã hình dung rằng báo chí cũng như những người làm việc là tất cả mọi người đều có cái dòng kim cô trên đầu cả. Nếu mà lôi thôi thì ta lại siết, người ta để cấm, người ta để cách chức, người ta để khai trừ, vân vân. Tại hội nghị Trung ương 4 khóa 12 diễn ra ở Hà Nội từ ngày 9 tới 15 tháng 10 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị Trung ương Đảng cần nhận diện rõ hơn vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, xác định rõ ý nghĩa của nó, mức độ đến đâu, nguyên nhân là gì và tác hại ra sao, từ đó tìm ra các biện pháp chấn chỉnh hữu hiệu. Giới phản biện cho rằng Đảng Cộng sản đã nhận thức nguy cơ diệt vong của Đảng và chế độ, như nhận định công khai trên báo chí của ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, tập trung quyền lực mà không kiểm soát được sẽ dẫn tới sụp đổ